Đội bóng vô địch là tập thể lành lặn, mạnh khỏe nhất. Siêu sao Jamal Murray đã nói như thế khi các lượt trận playoff mùa 2020-2021 đang diễn ra. Đó là giai đoạn Murray không thể cùng Jokic và các đồng đội chinh chiến tại các game đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng do chấn thương. Có thể đó chỉ là lời than thân trách phận của ngôi sao sinh năm 97 khi bị cái đầu gối hành hạ, khiến anh không thể hoàn thành mùa giải trọn vẹn. Nhưng đó cũng là sự thật nghiệt ngã mà tất cả 30 đội bóng tại NBA đều phải gật gù đồng ý. Chức vô địch không chỉ được tạo nên bởi những ngôi sao, bởi chiến thuật đỉnh cao hay tinh thần đoàn kết, mà còn được xây dựng bởi sự lành lặn của các cầu thủ. Điều này không chỉ đúng ở mùa giải trước, mà sự thật rằng xuyên suốt chiều dài lịch sử tại đấu trường tỷ đô này, kẻ chiến thắng cuối cùng thường là kẻ khỏe mạnh nhất. Liệu Lakers có thể vô địch năm 1986 nếu Isaiah Thomas không lật cổ chân tại game 6 định mệnh ấy? Cần nhớ rằng chính Bad Boy Detroit mới là những người đang dẫn trước 3-2 tại series chung kết tổng năm ấy trước khi thủ lĩnh của họ bị chấn thương. Hai Pistons liệu có thể phục hận một năm sau đó nếu Magic Johnson không đứt cân ở game 1, còn Brian Scott không phải bỏ lỡ cả series. San Antonio Spurs có thể vô địch năm 99 không nếu như huyền thoại Patrick Ewing không dính chấn thương gót Asin tại loạt trận chung kết năm ấy. Golden State Warriors liệu có thể vô địch năm 2015 nếu Kyrie Irving không rời cuộc chơi ngày game 1. Và gần nhất là tại bán kết miền đông giữa Milwaukee Bucks và Brooklyn Nets 2021. Đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn chưa thôi tranh cãi có phải Giannis cố tình chơi xấu để loại Irving ra khỏi cuộc chơi, để khiến Nets suy yếu hay không. Dĩ nhiên lịch sử làm gì có từ giá như kẻ thua trận còn có thể làm gì ngoài việc đặt giả thuyết để tiếc nuối. Thế nhưng những sự kiện trên là những minh chứng không thể rõ ràng hơn câu nói của Jamal Murray: kẻ về đến đích chưa phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ lành lặn nhất. Mùa giải này có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ khi các ông lớn NBA đang thấm đòn cực mạnh từ nạn chấn thương của các ngôi sao. Brooklyn Nets liên tiếp mất trụ cột trong giai đoạn sau năm mới bởi chấn thương của Kevin Durant và James Harden. Hậu quả hiện tại họ vẫn đang phải chật vật ở vị trí dự play-in. Chicago Bulls sau vài tháng đầu làm mưa làm gió, sưng hùm sưng hổ tại bờ đông đang dần tụt dốc khi Lonzo Ball hay là Caruso không thể thi đấu. Clippers cũng là một trong những đội chịu tổn thất nặng nề nhất khi cả hai ngôi sao Kawhi Leonard ngồi ngoài kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Đến tận hôm nay, PG-13 mới xỏ giày ra sân trở lại. Nhìn màn trình diễn hôm nay của tiền phong 31 tuổi, hẳn fan hâm mộ của Clippers phải tiếc lắm. Giá như anh không nghỉ thi đấu quá lâu, có khi Clippers đang tính đến vòng đấu playoff rồi. LA Lakers chắc không phải nói thêm nhỉ, đôi chân pha lê của Anthony Davis tiếp tục khiến LeBron James khốn đốn. Và pha lật cổ chân mới nhất của nhà vua như một cú đấm knockout đến tham vọng của nửa vàng tím. Trận thua Dallas Mavericks sáng nay chính thức đẩy Lakers xuống vị trí thứ 11. Nếu kết quả này được giữ nguyên, mùa giải này chính thức khép lại với đội bóng giàu thành tích nhất NBA với thành quả là còn cái nịt. Và chắc chắn rồi, sao có thể bỏ qua Golden State Warriors sau hai mùa vắng bóng tại playoff. Các chiến binh cầu cổng vàng bước vào mùa 2021-2022 với quyết tâm cực lớn, không chỉ là trở lại với vòng loại trực tiếp mà thầy trò huấn luyện viên Sticker xem chiếc cúp Larry O'Brien là mục tiêu lớn nhất. Chủ tịch Golden State Warriors Joseph Jacob đã chia sẻ hồi tháng 11 rằng: "Tôi hy vọng chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch năm nay. Tôi thật sự muốn nhìn thấy Steph bước vào phòng trưng bày với những chiếc cúp vô địch. Ít nhất cũng phải bằng được LeBron James. Bạn biết đấy, mọi người đều biết đến những điều phi thường mà LeBron đã làm. Steph Curry là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi ở giải đấu này. Cá nhân tôi rất thích nhìn thấy cậu ấy sánh ngang với những LeBron hay là Michael Jordan, cho dù đó là một nhiều hơn 2 hoặc 3 chiếc cúp nữa. Vì vậy đó là mục tiêu của chúng tôi. Chắc chắn người hâm mộ vùng vịnh cũng muốn được ít nhất thêm một lần chứng kiến bộ ba Curry, Clay và Draymond nâng cao chiếc cúp vô địch. Cần nhớ rằng cả ba đều đã hơn 30 và thời gian thi đấu đỉnh cao không còn bao lâu. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu kỷ nguyên Curry kết thúc với thêm một danh hiệu trong phòng truyền thống." Golden State bắt đầu chiến dịch 2021-2022 của họ trên đỉnh cao của NBA với thành tích 18-2 trong 20 trận đầu tiên. Các chiến binh vùng vịnh ngự trị trên top 1 miền Tây trong 2 tháng đầu tiên. Thời điểm đó, đoàn quân huấn luyện viên Steve Kerr là cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản. Các dàn kép phụ thay nhau tỏa sáng, Wiggins bùng nổ liên tục, xóa nhòa đi hình ảnh kém bản lĩnh ở mùa trước và được điền tên vào danh sách All-Star. Jordan Poole khiến người hâm mộ tạm vơi đi nỗi nhớ Klay Thompson. Gary Payton đệ nhị xuất sắc trong phòng ngự, làm giới mộ điệu tự hỏi anh chàng này đã ở đâu trong suốt thời gian qua. Tất nhiên, Stephen Curry vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất, khó có thể tóm gọn được những cảm xúc mà đầu bếp đã liên tục mang lại từ đầu mùa. Không chỉ đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt binh đoàn cầu cổng vàng, Curry còn đi vào lịch sử với những cột mốc vĩ đại, đơn cử như vượt qua Ray Allen để trở thành tay ném ba xuất sắc nhất NBA mọi thời. Thậm chí đầu bếp quốc dân còn từng dẫn đầu cuộc đua MVP giai đoạn đầu mùa. Và khi Klay Thompson, một trong những hậu vệ ghi điểm xuất sắc nhất thập kỷ trở lại đây, Golden State Warriors càng có thêm có cơ sở để hướng đến lá cờ vô địch thứ 7 sẽ được treo lên nhà thi đấu Chase Center. Cư dân mạng còn chế tấm ảnh này để nói rằng anh em Curry Thompson đã chính thức tái hợp, sẵn sàng gieo sầu cho NBA.
Chưa kể khi pick 2 của draft 2020 Jim Wiseman trở lại làm giày hàng trong, liệu còn thế lực nào có thể ngăn cản Warrior được nữa? À có chứ, một thế lực đáng sợ bậc nhất thế giới thể thao sẵn sàng quật ngã bất kỳ một con quái vật nào, chấn thương. Golden State không còn quá xa lạ với nó, họ chính là một trong những đội chịu nhiều tổn thất nhất trong vòng 3 năm qua bởi chấn thương. Pha đứt gân Asin của Kevin Durant năm 2019 khiến cán cân không còn nghiêng về phía Warriors tại chung kết năm ấy, và thảm họa đứt dây chằng chéo trước của Klay Thompson đã chính thức đánh sập đế chế cầu cổng vàng. Mọi thứ dường như đã lặp lại mùa giải này, chỉ có điều nó lại xuất hiện ngay ở một thường niên. Một điều chớ trêu rằng ngày Klay Thompson trở lại, Draymond Green lại dính chấn thương ở bắp đùi trái cùng một cơn đau khó chịu ở vùng đĩa đệm lưng dưới, và chuỗi ngày thảm họa của Golden State bắt đầu từ đây. Có lẽ không cần phải giới thiệu thêm về tầm quan trọng của Draymond với Warriors. Cầu cổng vàng sẽ sập nếu thiếu vắng Green. Đó là lời mà các thành viên của ban huấn luyện Warriors dì tai nhau. Mọi chuyện tưởng chừng không quá nghiêm trọng khi Warriors vẫn giữ vững vị trí mà họ không có Green, thậm chí có chuỗi 9 trận toàn thắng. Thế nhưng với việc thiếu vắng một cầu thủ đóng vai trò mỏ neo, vừa đảm đương chỉ huy hàng phòng thủ, vừa phân phối bóng cho mặt trận tấn công, con tàu Warriors dần dần đi chệch đường dài. Sau chuỗi thắng kể trên, Golden State rơi tự do khi thua 9 trên 14 trận kể từ đầu tháng 2. Từ ngôi đầu bảng, thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr dần bị Phoenix Suns vượt mặt, và vị trí thứ hai cũng chẳng thể giữ được với sự trỗi dậy đáng sợ của Memphis Grizzlies. Hy vọng được nhen nhóm khi Draymond Green bình phục và trở lại sân đấu trong trận gặp Washington Wizards dịp Valentine trắng. Đó cũng là lần đầu tiên sau 1005 ngày bộ ba Curry, Clay và Green lần đầu cùng nhau đứng trên sân. Tưởng chừng đây sẽ là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại của đế chế cầu cổng vàng. Warriors dường như cũng đã sẵn sàng để hoàn thành trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải. Nhưng tuần trăng mật của Warriors không kéo dài. Trong trận ra quân tiếp theo của Golden State với Boston Celtics, đến lượt Stephen Curry phải thăm y tá. MVP 2015 đã dính chấn thương cổ chân sau va chạm với Marcus Smart, khiến đội trưởng vùng vịnh phải ngồi ngoài đến hết mùa thường niên. Kể từ khi Curry ngồi ngoài, Warriors thua 5 trên 6 trận, trong đó có cuộc thảm bại đau đớn trước Memphis Grizzlies. Lúc này người ta mới ngậm ngùi rằng không Warrior, Curry sẽ không ra ánh sáng. Nhưng nếu không có Curry, Warrior cũng sẽ mất đi linh hồn. Bạn nghĩ vậy đã đủ ư? Chưa đâu. Sau chấn thương của Curry, Warrior xác nhận James Wiseman sẽ không thể trở lại vì phải thực hiện phẫu thuật. Trong khi đó, Andre Iguodala đã giải quyết các vấn đề ở lưng trong 2 tháng. Anh mới chỉ xuất hiện trong 27 trận mùa này. Mặc dù Iggy đã trở lại vào thứ hai so với Memphis, nhưng các fan của Warrior có nghĩ rằng ở tuổi 37, liệu anh có còn đủ sức cho một trận playoff mệt mỏi? Đâu phải ai cũng là LeBron James đâu. Và tin xấu cuối cùng đây, Klay Thompson, Draymond Green, Otto Porter Jr. lẫn Gary Payton đều đang phải điều trị chấn thương. Họ vẫn đủ sức ra sân trong trận gặp Phoenix Suns sắp tới, nhưng chắc chắn không thể đạt 100% thể lực lẫn phong độ. Trận thua thứ tư liên tiếp là điều có thể được dự đoán trước, nhưng điều fan của Warrior quan tâm hơn cả là liệu khi đến playoff, đoàn quân huấn luyện viên Steve Kerr có đủ lực lượng để hướng đến chiếc cúp tiếp theo hay không. Chấn thương luôn là một phần của cuộc chơi ở bất kỳ đấu trường thể thao nào. Để trở thành nhà vô địch, vượt qua chướng ngại này là điều bắt buộc phải thành công. Với Warrior, họ đã đối diện với chướng ngại này rất nhiều lần và đa phần đều thất bại. Cùng chờ xem ở mùa giải năm nay, Stephen Curry và các đồng đội có vượt qua rào cản này để ca khúc khải hoàn vào mùa hè sắp tới hay không.